thiếu em? Anh nghĩ sao mà thiếu em? Chính bàn tay tôi dọc vào anh đấy. Đó, ở trên chương trình á, thì hả, lúc nào cũng là ngọc nữ, lúc nào cũng mong manh dễ vỡ, mọi người thấy đó. Nhưng mà khi đó tại sao mà nói Luật ơi sao Luật không nhường Ngọc, không bao giờ nhường là vậy. Tương ớt chiên su bùng lên vạn tiệc vui, mở tiệc cùng Mono nha. Quay đầu ăn mỗi ngày một món. Hôm nay anh chuẩn bị món gì cho mọi người ạ? Bún chay. Anh lãnh gọi là bún mắm chay nha. Anh tự làm đúng không anh? Anh tự làm chứ em. Mời thêm cốc nước. Bao nhiêu công sức chiều hôm qua, quá sử luôn không? Trên thang điểm 10 thì món này đạt nhiêu điểm ạ? Anh tự tin như vậy. Nó không cần cho có thang có được em. Cái nào cũng có một cái thang mùi. Cái món đấy là món kia rồi anh. Đó, món đấy là món bún mắm nếm cháy vậy. Bún mắm nếm cháy à? Dạ thôi, được chứ, được thôi. Sáng mà mấy bụng còn ăn một tí nữa là anh còn đòi bụng cho em là em làm rau hẹt đúng không? Ok. Chưa mà đến đây lặt rau đồ một hẹt thôi giá. Dạ, đây là Huế với Quảng Nam cách nhau khoảng 100 cây. Cách nhau khoảng 100 cây hả? Trăm cây đúng luôn. Các tỷ giả. Ôi, cô gái hồng da. Qua đây đổ tô bún chay nè em gái ơi. Em thì nhiều bún nha. Chả đâu. Chả gì mà cho chú riết nữa. Ăn ít tô giả em. Mập. Ủa chả này em mua mà anh Vinh? Để với mày em mộng. Trời ơi cứu tôi với, cứu cuộc đời tôi với. Đây mua ngon quá à. Đã chai ngon. Bún nhiều quá. Ở đây nghệ sĩ là ta giữ dáng giữ heo thôi mà bún nhiều cái gì? Giữ gì còn này? À sao đó của anh Vinh hả? Em mới kêu là đừng nói đi em, đừng nói đi. Không. Ăn lát xin em không có đâu. Ăn như sao? Ăn hết rồi, cũng có một nửa đó. Không có cãi. Cãi bớt nha. Đó. Đang đưa lên nhau. Ôi, anh với em là lạc rồi. Chị Dạ cảm nhận món ăn như thế nào? Nó nhạt nhẽo như ẩm vậy. Từ từ, ấy chay không? Không phải, em ăn mặn quen rồi. Ơi. Chị Ngân cảm nhận món ăn như thế nào? Nó lạ, mà nó lạnh lắm. Lúc biết nào nó lạnh như đó. Nhưng mà từ đầu tiên ăn đó, cái gì nó lạ vậy? Nó lạ gì vậy? Mắm anh. Đồ chay thôi, bún mắm chay. Ngon lạ. Không, miếng đầu tiên ăn thấy nó dùng khỏi nhanh. Ăn thứ 2, thứ 3 thì thấy cũng vậy. Dính dính. Ok. Sao rồi, bỏ sụt chay với nhau đi. Bỏ sụt chay ra không? Hãy miếng dao cho em, cho cổ quên. Ờ, anh Vinh anh tâm đắc cái món này lắm. Anh nói là anh làm cái món này ngon dữ lắm. Anh sẽ làm lên cho mọi người ăn. Để biết chút ăn rồi mới ok á. Thực ra thì cái món này á, nếu là xét về điểm là khoảng 8.5 thôi. Nhưng mà thêm cái tình cảm vô là 3.5 nữa là nó lên 12 điểm á. Thiệt là chẳng biết làm sao.
ảnh quen thuộc sau game 1. Gammon đón Tết, đón mưa quà tặng, trúng vàng mỗi ngày, tham gia ngay. Đúng rồi, anh sao á? Sao á, anh cho tao chơi. Á, cái lực quá. 1, 2, 3. Hay quá vậy? Hay vậy? Nhắc tình đê, nhắc tình đê. Okay. Nhắc tình đê. Rồi, 1, 2, 3 đi. 1, 2, 3. Ủa ai vậy? Tại sao vậy? Tại sao? Ai chơi tôi? Ai là người chơi tôi? Tất cả Một người thôi. Đang học. Rồi mà chạy nó phụ, chạy nó phụ. Behind the scene mới nói là em là người đồng nêu cái vụ chơi tôi. Em nghĩ, anh nghĩ sao mà thiếu em? Anh nghĩ sao mà thiếu em? Là tôi, chính bàn tay tôi dọc vào anh đấy. Đó. Ở trên chương trình á thì hả lúc nào cũng là ngọc nữ, lúc nào cũng mong manh dễ vỡ, mọi người thấy đó. Nhưng mà khi đó tại sao mà nói Luật ơi sao Luật cổng nhường ngọc, không bao giờ nhường là vậy. Không phải, biết đâu mình đã em nói là Luật mở mắt ra đi để anh chứng kiến được nó mới thích. Anh cứ bịt mắt Giang bắt anh bịt chứ anh không muốn bịt đâu. Nhưng mà đoạn đó là thật ra là anh Luật anh thắng rồi, mà tội nghiệp chị Như từ đầu đến giờ chưa có thắng.